chúc chuyên gia vĩnh kết đồng tâm. Hay, hay. Chúc dương gia tài lộc đại phát. Hay, hay. Chúc dương gia bách niên giai lão. Chúc dương gia phu sướng phụ tùy. Hay. Hay, hay. Bài múa bi đao rất mới lạ. Chỉ tiếc là tân nương của bổn tọa không được coi mà thôi. Bài múa này là dành riêng cho người đó. Vậy sao? Ta còn một phần quà muốn dành tặng cho ông. Chú thượng, cẩn thận. Phi Phi. Truyền thứ bộ công của người ngay từ trước khi xuất thành, bổn tọa đã xem qua rồi. Người, người hạ độc ta vào lúc nào vậy? Ở trên ly đó. Nghĩa phụ, xin chúa thượng khai ân. Cút đi. Sai Ngọc Quang. Nguyên tở của huynh ấy được giải khi nào? Hồ Miêu, mà cứu cho gia. Đuổi theo. Nhanh lên. Nhanh lên. Châu gia, tôi đưa ông đi. Được. Thôi thức, đâu? Biến. Thôi thức, muốn làm gì vậy? Quyền đạo trên chân của mụ ấy sao cũng được giải rồi. Nhất định cô ta không phải là Châu Thức Thức. Châu gia, đó không phải là Châu Thức Thức, ta đưa ông đi. Dương Dung Mộng, cuối cùng người đã ra tay. Thì ra người đã sớm nhận ra rồi. Hôm nay là ngày tận mạng của ngươi. Còn tiện nhân này cũng tới rồi. Sai Ngọc Quang là của ta. Không có ta ngươi không giết nổi hắn đâu. Không có ngươi ta không đánh nổi như ngày hôm nay. Được, các ngươi cùng chết đi. Hả? Bạch lão phu nhân, người, người là Tống Ly. Dạ phải. Nếu như người yêu Phi Phi thì giúp ta chuyển một lời. Bà cứ nói.
đội dây đó phải báo thù. Bạch lão phu nhân, Bạch lão phu nhân. Hả? Làm sao ngươi biết là ta? Châu Thất Thất là người thế nào? Chân thì đã bị khống chế, làm sao có thể ngồi yên ổn bình thản từ đầu tới cuối? Hơn nữa, ta đã tay với Châu Phú Quý, thế mà ngươi không có chút phản ứng nào. Trong khắp thiên hạ, nếu nói về tài nghệ dịch dung thuật, ngay cả bổn tọa cũng không thể không thừa nhận ngươi là một nhân tài. Nhưng mà dám liều mạng mạo hiểm làm việc này, ngoài cái hận ta thấu xương là ngươi ra, còn có thể là ai chứ? Ngươi đúng thật là nham hiểm hơn xưa nhiều. Như nhau cả thôi. Chỉ có điều ngươi thua cuộc rồi thì nên chấp nhận. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi. Nếu ngươi dám động vào mẹ của ta nữa, ta nhất định băm ngươi ra trăm mảnh. Phi Phi, Phi Phi, ê Châu Gia, vào đi. Từ từ, mời vào. Châu Gia cứ nghỉ ngơi một lát, đêm nay tôi sẽ đưa ông xuất thành. Đại ca, Thất Thất đã được đưa đi chưa? Châu Gia, ông yên tâm, Thất Thất không sao đâu. Để tôi kêu người làm chút đồ ăn cho ông. Muội lo cho Châu Gia đi. Xin lỗi, ta không thể để cho người đi báo cho chúa thượng được. Cửa chính mở rộng huynh không vào, mà nhất định phải vượt tường vào mới được hay sao? Hả? Miêu Nhi, huynh biết ngoài cửa có bao nhiêu người ẩn nấp hay không? Lẽ nào ngay cả ta huynh cũng đòi bắt? Làm gì có chuyện đó. Nhất định ta phải lôi cổ chúng ra. Ê Miêu Nhi, thôi đi, đừng có lôi thôi nữa. À, Châu Gia đâu? Ở trong nhà. Nè, Bạch Phi Phi đâu? Chắc là không sao nữa. Ta thật tình không hiểu nổi huynh. Trời ơi, được rồi, ta chỉ là không vững tâm nhìn cô ta chết thôi. À, nè, huynh mang Thất Thất đi đâu? Huynh cũng biết là cô dâu đó không phải là Thất Thất à? Cô ta ngồi yên ổn như vậy tuyệt đối không phải là Thất Thất rồi. Vậy làm sao huynh biết là ta đưa Thất Thất đi? Có thể đưa cậu đi, chỉ có hai người, huynh và Dư Liên Hoa. Nếu Thất Thất không ở trong tay huynh, liệu huynh có khoanh tay ngồi đó mà tham dự hôn lễ hay không? Thất Thất là do ta đưa ra ngoài. Đêm qua giống dĩ định báo kế hoạch cho huynh trong lúc tả thất mật đạo, nhưng Tống Ly vừa lúc xuất hiện làm cho ta bực bội quên mất. Ấy, nhà ngươi cũng thật là quá đáng đó. Rõ ràng là quyền đảo đã được giải mà còn giờ dịch với ta. Trời ơi, là ta muốn coi hôm nay có cơ hội cứu Thất Thất hay không. Nếu như họ biết được ta hành động tự do, họ sẽ đặc biệt đề phòng ta. Tuy là mất nhiều công sức thì ít ra cũng đưa được Thất Thất đi rồi.
Chỉ đợi đêm nay đưa thêm được Châu Gia ra ngoài, chúng ta coi như công đức viên mãn rồi. Chú thượng, thuộc hạ bất tài, không đuổi kịp Thẩm Lan và Bạch Phi Phi. Cho người tiếp tục việc. Thuộc hạ đã cho làm rồi. Chú thượng, Tông Lì nói hắn tìm thấy Miêu Nhi ở đây. Ý chú thượng nghi ngờ Tân Nương không phải Châu Thất Thất, chắc chắn là Miêu Nhi đã đưa đi. Thuộc hạ vẫn chưa hiểu. Nếu không phải nó đã biết Tân Nương không phải là Châu Thất Thất, liệu nó có ngồi ngoan ngoãn như vậy ở trong buổi hôn lễ đó hay không? Chắc chắn là Thất Thất được nó đưa từ đây đi ra. Không được, đợi hoài chưa hết nổi rồi. Không đợi nổi thì cũng phải đợi thôi. Nhưng mà lỡ như tới giờ hẹn của đại ca mà chúng ta chưa ra được thì sao? Cũng phải ha. Chẳng biết đại ca đi cứu được Tiểu Ni Ba thì đó nữa. Đừng nói là thành thân với Khoái Hoạt Dương rồi đó à. Càng nghĩ càng sốt ruột. Chúng ta cũng đi tìm đường ra đi. Ê, còn Châu cô nương thì sao? Nơi này làm gì có ai tới. Chúng ta đi tìm phụ, càng đưa cô ấy ra ngoài sớm chứ. Cũng có lý. Đi. Được, đi nào. Đây là chiếc rương bạch linh cô nương tặng cho Châu cô nương mà. Ủa, gì đây? Tìm thấy chưa? Tìm không thấy. Cũng không thấy. Không thấy sao? Trở lại coi Thất Thất sau rồi mới tính. Được. Được. Đi. Ý. Đi hướng nào đây? Coi bản đồ coi. Đi hướng này. Đi. 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 Hả? Hả? Đâu rồi? Đâu rồi? Thất Thất. Phải chăng Thất Thất tỉnh dậy rồi, cùng với Tiểu Tứ lưu đảng đi trước rồi? Việc này cũng giống như tính cách của Châu Thất Thất làm đó. Không thấy nữa. Nghĩa là sao? Có lẽ là hai thuộc hạ của Hùng Thiếu Hiệp đã đưa Thất Thất cùng đi tìm cửa ra mà vẫn chưa tìm được. Trời ơi, liệu có bị bắt trở lại hay không? Châu gia, ông đừng quá lo lắng. Đại ca! Đại ca ơi! Đại ca! Đại ca! Thất Thất đâu? Thất Thất đâu? Châu cô nương đâu? Châu cô nương đâu? Thất Thất đâu? Thất Thất thời nào? Việc này... Việc này... Trời ơi, hai tên ngốc các người làm cái gì vậy hả? Đã kêu cái người bảo vệ cô ấy rồi. Chúng tôi cũng đi tìm đường ra. Trở lại thì thấy chiếc rương trống rỗng. Chúng tôi tưởng ba vị lãnh gia đưa cô đi rồi chứ. Dạ phải. Thập Thiếu Hiệp, Châu gia, ông yên tâm. Miêu Nhi, Bạch Linh, chúng ta mau trở lại đường hầm. Ê, trở về ta sẽ tìm các người tính sổ. Bạch Linh, đi. Đại ca, có khi nào quá muộn rồi không? Thank you.
mi nữa. Nè, nè. Coi Quỳnh kìa, lau đi. Mặt Quỳnh toàn là nước. Nè, mấy giọt mưa này thấm tháp gì? Quỳnh mà không nghe lời muội, sau này muội mặc kệ Quỳnh đó. Mì đừng. Đi đi, tạnh mưa rồi. Ông làm gì vậy? Nàng nói đi. Đêm đồng phòng qua chút, tân lang và tân nương sẽ làm gì? Ông không được đụng vào tôi. Ông không được đụng vào tôi. Nàng không trốn được đâu. Ông buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi chưa từng bán đường cùng ông, cũng chưa thành thân với ông. Quá đêm đồng phòng qua chút, đây là thành thân rồi. Lại đi. Những gì mẹ nàng nợ ta, ta phải lấy lại từ nàng. Như vậy đâu có công bằng, phải không? Không. Buông ra. Buông ra. Ta yêu nè mi nương, ta yêu nè, ta yêu nè mi nương, mi nương. Không được. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ta không phải mỹ nương. Ta đang làm gì đây? Cô ta chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cô ta chỉ là một đứa trẻ. Tại sao ông lại ức hiếp người ta? Miệng. Cuối cùng ta chẳng thể lây chuyển được nè, phải không? Thất nguyệt, thất nhật, trường sinh điện, dạ bán vô nhân, tư ngữ thời. Miếng ngọc bội này sao lại trong tay của ngươi? Hỏi làm gì? Trả đi. Nói mà. Miếng ngọc bội này tại sao trong tay của ngươi? Nói. Nói mau. Ông làm gì dữ vậy? Cha tôi nói là của mẹ tôi trao lại cho tôi. Vật gia truyền của mẹ đương nhiên là tặng lại cho con gái của mình rồi. Thì ra ngươi là mỹ nương. Chú thượng. Chết rồi, chúng ta tới chậm một bước. Thẩm đại ca. Ê, để một mình Quỳnh ấy vào đi.
Hả? Thất Thất, cho dù xảy ra chuyện gì đều không quan trọng, chỉ cần mụ vẫn muốn đi, ta sẽ sẵn sàng đưa mụ đi. Thất Thất à, qua hết rồi, ta sẽ không cho ông ta cơ hội đụng tới nàng. Hắn dám, hắn mà còn đụng vào mụ, mụ sẽ cắn hắn, mắng hắn nữa. Mụ cắn hắn? Mụ còn bắn người ta? Vậy hắn sẽ phản ứng ra sao? Hắn sợ quá bỏ đi rồi. Cái gì? Hắn sợ mụ bỏ đi rồi? Ý mụ là chưa có chuyện gì xảy ra cả sao? Chưa có gì. Quỳnh cười cái gì? Quỳnh cười cái gì chứ? Ngốc quá. Mùi đúng là mạng lớn phúc lớn đó. Đương nhiên rồi, đụng vào ta hả? Coi như hắn xui xẻo. Nè, đi về. Thất Thất. Thất Thất, cô không sao chứ? Yên tâm đi, chưa xảy ra chuyện gì hết. Các vị xin dừng bước. Còn không để cho họ đi, đừng trách ta không khách sáo. Đừng có nóng tính như vậy. Cho cô nương, chú thượng lo cho cô hai ngày nay mệt vì khiếp hải quá, cho nên mời cô về phòng nghỉ ngơi. Ta không bao giờ tin hắn lại tốt bụng như vậy. Chú thượng lo cho cô nương không yên tâm, nên cũng mời Thẩm Thiếu Hiệp cùng lưu lại chăm sóc cho châu cô nương. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phụ thề vào bái mỹ nương, tiến nhập động phòng. Sao nàng lại lấy hắn chứ? Tại sao nàng đối xử với ta như vậy? Nàng là của ta, nàng là của ta, của ta, của ta, của ta. Mị nương, ta tới đây, ta tới đây. Sao đại ca? Mị nương, Quỳnh, sao Quỳnh lại ở đây? Quỳnh,
Ngày nào ta cũng tới, nhưng chỉ quanh quẩn ngoài vách kia. Đoán xem nàng đang làm gì trong phòng. Nghĩ xem nàng có vui hay không. Nghĩ xem nàng có từng nhớ tới ta như ta đã nhớ nàng hay không. Mỹ Nương, Quỳnh về đi Sài đại ca. Mùi giờ mới bán đường với quý ca ca đó. Mùi cứ mặc kệ, ta không quan tâm. Ta sẽ không để cho bất kỳ ai cướp nàng đi nữa. Không bao giờ. Quỳnh mới là kẻ cướp đó. Quỳnh về đi Sài đại ca. Lát nữa mà quý ca ca trông thấy sẽ không hay đâu. Quý ca ca của nàng sẽ không thấy gì đâu. Quỳnh đã làm gì quý ca ca rồi? Hắn không sao. Ta chỉ không thích hắn tới quấy rầy chúng ta. Buông tay ra Sài đại ca, buông tay ra. Ta không buông. Ta sẽ không bao giờ buông nàng ra. Quỳnh say rồi Sài đại ca, buông mũi ra. Đúng là ta sai. Từ khi nàng cứu ta trong mũi qua, ta đã sai cho tới tận bây giờ đó. Sài đại ca, Quỳnh xin Quỳnh, Quỳnh cứ về đi đã có được không? Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Mị Nương, ta yêu nàng. Không, không, Quỳnh không biết mình đã nói gì đâu. Ta biết. Ta biết rất rõ nữa kìa. Không được. Ta biết. Ta biết mình đang nói gì. Ta cũng biết mình đang làm gì. Sài đại ca, buông mũi ra. Sài đại ca. Không bao giờ ta buông nàng ra đâu. Đừng mà. Để cho Sài đại ca. Ta không bao giờ buông nàng. Đừng mà. Cho ta đi. Mỹ Nương, buông mũi ra. Để cho ta đi. Sài đại ca. Mỹ Nương, không bao giờ ta buông nàng ra. Đừng mà. Đừng mà buông mũi ra. Không được đâu Sài đại ca. Không được mà. Ta có tội với nàng. Là ta, là ta đã hại chết nàng. Mị Nương, Mị Nương, ta có lỗi với nàng. Như là vì ta yêu nàng. Hãy yên tâm, ta sẽ không phụ nàng. Mị Nương, hãy đi với ta. Không. Không. Tôi không đi. Ta đã bái đường với quý ca ca rồi. Khi Châu Đại Thúc mất, ta đã hứa với Thúc ấy sẽ lấy quý ca ca. Vì ta sẽ giết. Đừng, đừng mà. Vì nè, ta có thể, ta có thể giết bất kỳ ai. Nếu như Quỳnh có thể phụ thê tử của mình, thì sẽ có một ngày Quỳnh cũng sẽ phụ muội thôi. Bọn họ làm sao có thể sánh với nàng. Mị Nương, cả đời này ta chỉ cần một mình nàng. Ta chỉ yêu một mình nàng thôi. Mị Nương, vậy Quỳnh chứng minh cho muội coi, chứng minh Quỳnh chân thành với muội đó sao? Cụ xích quyết của bác Hải Diêm Ba, cụ châu liên hoàng của Tứ Xuyên Đường Môn, thánh chỉ kim liên của Thiên Sơn, khi nào Quỳnh mang được Tam Bảo Võ Lâm này về làm lễ dân,
thì khi đó ta sẽ ngồi lên kiệu hoa của huynh. Được. Không được giết người, không được dùng thủ đoạn đê hèn. Được. Ta làm được. Cho dù mất bao nhiêu thời gian, cho dù trả bao nhiêu cái giá, ta nhất định sẽ có chúng trong tay, nhất định sẽ đưa chúng về trước mặt nàng. Còn bây giờ, đây là tín vật làm tin, chính nó là vật gia bảo gia truyền của Sài gia. Sẽ có một ngày ta sẽ lấy nó tự tay trao cho con chúng ta. Thất nguyệt thất nhật trường sinh điện, dạ bán vô nhân tư ngữ thơ. Trên trời nguyện làm đôi chim trắng, dưới đất nguyện quá cặp bướm quá. Đó là hôm nàng đuổi ta đi, ta đã khắc lên đó. Ta cứ nghĩ kiếp này muốn gặp lại nhau chắc chỉ có trong mộng. Khi đó ta đã rất tuyệt vọng. Mini, bây giờ ta rất vui. Đời này coi như đi. Mini, vì nàng ta phải sống một cách vui vẻ. Mỹ nương, Mỹ nương, Mỹ nương, Mỹ nương, Mỹ nương, là Sài Ngọc Quang đúng không? Sài Ngọc Quang, Sài Ngọc Quang, tình súc sinh này. Vậy là sao nè? Trời sáng rồi. Đúng vậy, hôm qua đại ca cũng không có dặn dò gì. Thật ra tiểu nữ ba sao rồi? Châu gia, Châu gia, Châu gia, Châu gia, giờ này còn chưa ra, chỉ sợ là hết hy vọng rồi. Tất cả về đi. Châu gia, Châu gia, ông đi đâu vậy? Nếu gạo đã nấu thành cơm, ta muốn gặp lại Thất Thất một lần. Sau đó mọi người về đi, không cần tiếp tục được. Châu gia nhất định không được đi. Khoái Hoạt Dương hắn... Khoái Hoạt Dương thì sao? Bây giờ chẳng có ai có thể làm được gì ta. Châu gia, Châu gia, Châu gia. Thất Thất, nguyệt thất nhật trường sinh, mỹ nữ gọi nó là Thất Thất. Tại sao ta không nghĩ ra chứ? Tại sao ta không hề nghĩ tới cõi lòng tai nát của mỹ nữ?
Chúa thượng, châu phủ quý tới. Ta muốn gặp Thất Thất. Người lui ra đi. Dạ. Con gái ta đâu? Nó ở đâu? Con gái của người? Nó là của ta. Không đời nào ta để người mang nó đi. Của ngươi à? Ngươi đã hủy hoại nó. Hôm nay nếu ta có mang nó đi thì tổn thương ngươi tạo cho nó cũng mãi mãi không bao giờ bù đắp được. Tốt nhất là ngươi cứ nghĩ vậy đi. Không cần phải gặp lại nó nữa. Ngươi. Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất, cậu đang ở đâu? Thất Thất. Chú gia. Sao ngài lại ở đây? Thẩm công tử. Thẩm công tử, cậu gặp Thất Thất rồi à? Ở trên lầu. Nó. Tối qua cô ấy sợ hãi. Cháu muốn cậu nghĩ thêm một chút. Lão phu muốn ngồi riêng với con gái một chút. Cháu sẽ đợi ngoài cửa. Cha không thể cho con biết nguyên nhân. Cha không thể để con cắn răng chịu nhục. Con gái, cha tiễn con đi rồi, cha cũng sẽ đi theo con. Cả ba người nhà chúng ta sẽ sum họp nơi hoàng tuyền. Diệp Tài, ngươi định làm gì? Châu gia. Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất à. Châu gia. Châu gia. Thẩm Thiếu Hiệp, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tại sao? Cút đi. Châu gia. Châu gia. Châu gia, cha không quên báo cho ngài. Hai người họ chưa xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là đêm qua dạng bôi túc trực bên Thất Thất cả đêm, chưa kịp nói rõ cho ngài biết. Con không bị gì chứ Thất Thất? Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất, cha không làm con đau chứ Thất Thất. Thất Thất. Dạ. Thất Thất. Dạ. Là cha sao? Thất Thất à, là cha không tốt. Là cha không tốt. Hồi nãy do cha quá bất cẩn. Bất cẩn sao? Là ông muốn giết chết con đó. Ông nói bậy. Cha ta thương ta nhất, không đời nào cha ta làm vậy, phải không cha? Nếu hắn là cha đẻ của con, tất nhiên là không nào. Chỉ tiếc là sai cậu quá. Ta nói sai sao? Trả ngọc bội cho ta. Hãy nói rõ mọi việc rồi ta trả cho. Việc gì chứ? Mẹ của con đã xin con ra như thế nào? Câm miệng. Hai chúng ta ra ngoài nói chuyện. Không cần. Thất Thất chắc cũng đã biết rồi. Mỹ nữ không bao giờ đồng ý. Mỹ nữ tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Thật ra là chuyện gì vậy cha? Cha nói đi. Mẹ cũng mất rồi, cái gì mà đồng ý với không đồng ý chứ? Thất Thất à, có những chuyện không biết thì tốt hơn. Tại sao chứ? Được, chúng ta ra ngoài nói cho rõ ràng. Cha. Ê. Ê, Thất Thất. Tất cả lui ra. Dạ. Ta mới là cha đẻ của nó. Tại sao ta không được nhận con? Sau khi ta làm bao nhiêu chuyện với nó như vậy, ngươi còn mặt mũi nhận nó sao? Ta chẳng làm gì với nó cả.
dám nói chưa làm gì à? Ta ít ra ta chưa phạm lỗi gì, không thể tha thứ được. Vậy thì đã sao? Ngươi định nói với nó năm xưa ngươi đã cưỡng bức mỹ nữ ra sao để sanh ra nó hả? Khi đó ta uống sai. Uống say à? Được, thì ngươi đi nói với nó về cái chuyện say của ngươi mà khiến mẹ của nó sống không bằng chết, đã khiến mẹ của nó quyết định bỏ lại nó mà rời xa cõi đời này. Để cho nó biết rõ nó thực ra còn có một người cha không bằng cầm thú. Đủ rồi. Ngươi có thể chốc lát xóa sạch 18 năm hạnh phúc của nó, để cho nó biết người cha đẻ của nó mắc nợ máu với bao nhiêu người, cũng để cho những người đó biết rằng từ đây họ có thêm một đối tượng để có thể đòi lại món nợ máu. Cha làm con chịu, lẽ đời là như vậy. Nếu như ngươi nhẫn tâm để cho con gái đối diện với những điều đó thì ngươi đi nói với nó đi. Ngươi đi đi. Ngươi thực sự thương yêu nó đúng không? Nó là con gái ta, trước đây, bây giờ và mãi mãi như vậy. Hai cha con ta 18 năm nay sống tựa vào nhau. Vì vậy ngươi mới độc chiếm nó. Ta độc chiếm nó? Sai Ngọc Quang, bước chân đầu tiên của nó là ta dìu dắt, câu nói đầu tiên của nó do ta dạy dỗ. Khi nó ốm đau, người chăm nom chăm sóc là ta. Khi nó buồn, có ta bên cạnh động viên an ủi. Còn ngươi, Sai Ngọc Quang, ngươi không hề tồn tại. 18 năm nay giữa hai cha con ta hoàn toàn không có ngươi. Ta độc chiếm nó à? Không cần phải như vậy, nó luôn là cô gái của ta. Châu Phú Quý, tất cả cũng chỉ là ao nước lã. Đừng có kéo muội mà. Buông thất ra. Quỳnh đừng kéo muội. Thất thất. Trời ơi, Quỳnh buông ra đi. Thất thất à? Quỳnh làm cái gì vậy? Nghe bầm bờ vậy khó chịu lắm. Để muội đi hỏi cho rõ ràng. Hả? Khoái Hoàng Dương, ông nói cho rõ ràng đi. Thất thất. Cha. Sao không quá? Ngươi muốn biết thật sao? Đương nhiên là muốn. Sao không quá? Ngươi nghĩ cho kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ông nói ngay đi. Được, ta nói. Ngươi, năm xưa ta và mẹ con, ngươi thật quá nhẫn tâm. Năm xưa ta và mẹ con từng có lời hứa với nhau. Lời hứa gì? Nếu kiếp này không có duyên, con của bà ấy nhất định phải nhận ta là cha. Được. Thật thật. Cha, cha con danh phận rõ ràng, sau này hắn không còn dám ức hiếp con nữa, có đúng không? Nghĩa phụ xin nhận. Chờ đã. Ông nuốt lời sao? Không phải nghĩa phụ, hỏi là cha. Hả? Sao không quá? Châu Phú Quý, ta đã nhận nhận hết mức rồi. Được được được. Cha. Cha hai. Chờ đã. Xin nhận. Lại sao nữa? Sao con lại gọi cha hai? Đương nhiên rồi, ta đã có cha một rồi mà. Ông đến sau đương nhiên phải xếp thứ hai rồi. Ai quy định đến sau không được đứng đầu? Đâu có được, làm gì có chuyện như vậy. Ta nói được là được. Hả? Ngươi gọi cha là đủ rồi. Vậy ta không nhận nữa. Ngươi, vậy không công bằng với cha ta, đánh chết ta cũng không làm, đúng không cha? Chúng ta đi. Đứng lại. Hả? Ông lớn tiếng làm gì, lại muốn hù người ta hả? Cha hai, cha hai thì cha hai, nhấn đi rồi tính tiếp. Còn không mau qua đây. Vậy ta nói trước nha, ta mà lại ông, danh phận cha con định rồi đó. Ông không được nuốt lời nha. Được, cha hai tại thượng, xin nhận của con gái một lại. Con gái ngoan. Nếu đã nhận cha rồi thì miếng ngọc bội này trả lại cho con. Được, giật gia truyền con phải đeo trên cổ nha. Nếu như con dùng nó để làm đồ chơi thì sớm muộn nó cũng bị quỷ ở trong tay của con đó. Châu Phú Quý, từ đây về sau đứa con gái này không còn là của riêng ông nữa hả? À?
Tại sao tự nhiên lại thay đổi hoàn toàn như vậy ta? Ta cũng thấy kỳ lạ. Nếu như năm xưa Khoái Hoạt Dương đã có lời hẹn ước này với Mỹ Nương, tại sao tới tận hôm qua ông ta vẫn quyết cướp Thất Thất về làm vợ? Còn Châu Gia nữa, lẽ ra ông ấy phải phản đối tới cùng mới đúng chứ. Tuy là không vui nhưng cũng không kiên trì phản đối. Vậy thì lạ thật. Nè, Quỳnh chẳng phải đầu óc thông minh lắm hay sao? Lẽ nào cũng không nghĩ ra? Dội gì chứ, ít ra Châu Gia và Thất Thất không còn nguy hiểm nữa, có đúng không? Nè, vậy là Quỳnh đi đó hả? Ta chỉ tới giúp Khoái Hoạt Dương chuyển lời mời hai người tối nay đi dự tiệc, để giới thiệu con gái mới của ông ấy cho mọi người biết thôi mà. Cẩn thận vậy sao? Thấy lạ thật đó. Mới hôm qua còn đòi làm phu thê, hôm nay đã lại làm cha con rồi sao? Đối với Thất Thất mà nói, làm con gái của Khoái Hoạt Dương còn tốt hơn làm vợ mà. Còn đối với Huynh, đối với Huynh có khác biệt gì không? Thất Thất là con gái ngây thơ, ta không muốn cô ấy bị tổn thương. Có khi nào một ngày kia kẻ làm tổn thương cổ lại là Huynh? Huynh lo lắng nhiều quá rồi. Không quán không thù, tại sao ta phải làm tổn thương cổ? Đừng giả bộ ngây thơ nữa. Ta làm bộ ngây thơ à? Là ta đang chẳng hiểu Huynh đang nói cái gì. Đừng có tới trễ đó. Đại ca, việc này cứ phải để tự nhiên. Sao Huynh lại ép Huynh ấy làm gì? Phải cho hắn một chút áp lực, có như vậy hắn mới đối xử tốt với Thất Thất, hiểu không? Cũng phải. Nè, ý Huynh là giống như Huynh vậy, có phải không? Giống ta cái gì? Huynh còn nói người ta giả bộ ngây ngô, muội thấy Huynh mới phải đó. Lần trước muội gặp nguy hiểm, chẳng phải Huynh cũng khóc đó sao? Bạch Linh cô nương à, có là con chó con mèo, nó chết thì ta cũng phải mũi lòng thương cho nó. Cho dù ta có khóc thì cũng chỉ vì tình nghĩa huynh muội mà thôi. Làm ơn đừng có thấy mấy cái bóng mà tưởng tượng ra nguyên là con voi đi. Đúng là... Đại ca, Huynh nói cái gì? Thấy cái bóng, ít ra thì cũng có cái bóng rồi, đúng không? Sao ta nói hoài mà muội không hiểu vậy? Được rồi, được rồi, coi như ta sợ muội rồi đó. Ê, đại ca. Đại ca, chờ muội với, chờ muội với. Chờ muội làm cái gì? Ta phải đi thăm Thất Thất. Cũng phải, dù sao bây giờ hai người đã là huynh muội với nhau rồi. Cũng tốt, ít ra chúng ta cũng có một chút quan hệ gia đình. Đại ca, không phải tới lúc này huynh còn có suy nghĩ đó với Thất Thất chứ? Cũng không phải, chỉ là không duyên không cớ là trở thành huynh muội, có chút không quen thôi. Ê, ta nói với muội làm gì? Ê, còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi cùng. Ê, đại ca, đại ca. Hai người tại sao lại chạy về đây rồi? Trời ơi, đợi cả nửa ngày chẳng thấy các huynh ra. Ba vị lãnh gia phát điên lên kìa, cứ bắt chúng tôi vào thành nghe ngóng tin tức Châu Gia và Châu Thất Thất gì đó. Hả? Châu Gia và Thất Thất không sao, người kêu họ về Nhân Nghĩa Sơn Trang trước đi. Vậy còn Tiểu Nê Ba? Tiểu Nê Ba? Trời ơi, đúng rồi đại ca, sao chúng ta có thể quên cô ấy được chứ? Đại ca, không phải huynh nói sẽ cứu cổ đúng sao? Đúng vậy, cổ đâu rồi? Đúng là ta muốn có cứu cổ, nhưng mà người giả tân nương không phải là Tiểu Nê Ba. Cái gì đại ca? Ý huynh nói kẻ đóng giả tân nương đó là kẻ huynh không quen biết hả? Đúng vậy. Chết rồi, nhất định Tiểu Nê Ba rơi vào tay của hắn rồi. Hôm qua ta đưa Châu Gia chạy đi gấp quá, không kịp coi cho rõ kẻ đóng giả tân nương là ai nữa. Hả? Trời ơi, phen này thì khổ rồi. Tiểu Nê Ba, Tiểu Nê Ba của tôi. Sao mình lại ở đây ta? Không biết đã tỉnh chưa đây. Chuyện gì vậy? Cô ta thấy tôi rồi. Như công tử, thì ra huynh và hắn, nhưng hai người thì ra như công tử và hắn là cùng một phe. Trời.
Như công tử, thì ra tiểu thư tôi nói không sai, huynh đúng là đồng bọn với cái tên đốn mặt kia. Đúng thì sao? Tốt nhất người hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách ta khách khí. Nghe nghe cái gì chứ? Cởi đồ ra cho ta. Cởi đồ ra. Đừng mà như công tử, đừng mà, tôi xin huynh. Cởi. Cởi ra. Đừng mà. Đừng mà, đừng mà. Đừng mà. Tiểu này bà không có ở chỗ các ngươi sao? Có lẽ bị kẻ đóng giả muội cướp đi rồi. Bạch Linh, chỉ còn trong giờ muội thôi, đi. Ê, ngay cả ai đã cướp đi ta còn không biết. Người ra kẻ giàu đông như vậy tìm làm sao được? Làm sao đây, làm sao đây? Khoái Hoặc Dương, sợ ngốc quá, trong thành này chỉ dựa vào mấy thôi. Ê, Thất Thất. Khoái Hoặc Dương không bao giờ dựa một tiểu nơi ba. Ta mặc kệ. Ê, Thất Thất. Đại ca, cũng chỉ còn biết dựa vào Khoái Hoặc Dương thôi. Mọi người không biết tính của nghĩa phụ đâu. Lỡ gì chuyện của tiểu nơi ba mà làm cho ông ấy nổi giận, Thất Thất sẽ thảm lắm đó. Cha hai, cha hai. Có chuyện gì? Dạ phải, con lo tiểu này bà gặp nguy đó. Cha giúp con lẹ lên đi. Giúp con đi mà. Thất à. Làm cái gì vậy? Mì nhì, việc tiểu này ba mất tích con có biết chưa? Dạ, chỉ là Thất Thất hơi nóng ruột mà thôi. Vậy không mau đi tìm nhanh lên. Người đâu? Các người đi theo Miêu Nhi, cho dù phải lật tung cả cái thành này lên cũng phải tìm được người việc cho ta. Dạ. Miêu Nhi, còn không mau đi nhanh lên. Dạ. Thật Thật à, được rồi, đừng lo lắng nữa, hãy yên tâm đi. Nè, Thật Thật, Thật Thật à, có vấn đề không hiểu nổi. Đi lẹ lên. Ê, tìm Thẩm Lan giúp đỡ. Đúng rồi. Tìm kỹ cả phía trong nhà. Dạ. Bên kia, bên kia. Dạ biết rồi. Nhanh lên. Bên này, bên này. Các người qua bên kia. Biết rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Mọi người thấy không? Không, không, không thấy. Hai người qua bên kia. Tìm cho kỹ nha. Rồi, biết rồi. Ê, hey, vô vô vàng vàng, tìm cái gì đó? Tìm huynh đó. Huynh trốn đi đâu vậy? Làm như có giặc tới vậy. Thật ra là tìm cái gì? Tìm tiểu nê ba. Sao? Tân nương hôm qua không phải tiểu nê ba hay sao? Ban đầu thì đúng, sau đó kẻ khác thay thế vào thì không biết là ai. Có hỏi qua Khoái Hoặc Dương chưa? Tân nương giả chắc chắn có thù với Khoái Hoặc Dương, nếu không đã chẳng mạo hiểm tính mạng chơi trò này đâu. Đúng rồi, đơn giản như vậy mà sao ta không nghĩ ra chứ. Nào, tập hợp, trở về tính tiếp. Dạ. Dạ. Về thôi. Nè, huynh nhìn cái gì vậy? Để nhìn coi đội quân này nghe lời huynh ra sao. Là Khoái Hoặc Dương phái người tìm tiểu nơi ba, ta chỉ phụ trách dẫn đầu thôi. Mi huynh à, huynh coi ta là... Ê, huynh không tin ta hả? Tin thì tin. Biết rõ là ta lừa huynh, tại sao còn muốn cứu ta? Nếu vết thương của nàng đã đỡ hơn thì chúng ta đi ngay bây giờ đi. Tống đại ca, Khoái Hoặc Dương sẽ không tín nhiệm huynh nữa. Huynh đi cùng ta đi.
ta còn ở lại đợi muội tỉnh, chỉ vì ta đã hứa với Bạch lão phu nhân chuyển lại lời trăn trối của bà ấy cho nàng. Lời trăn trối? Mẹ ta, mẹ ta đã mất rồi. Bà ấy nói gì? Báo thù. Vậy còn? Vì thế ta đã giao cho Như Ý và Hoàng Thúy kêu họ đưa từ dưới địa đạo ra rồi. Đa tạ huynh. Ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Nàng đi đi. Không, huynh đi trước, ta đợi trời tối. Bảo trọng, đừng quá đau buồn. Tống đại ca, nếu Khoái Hoạt Thành không có chỗ cho huynh, ta sẽ đợi huynh ở U Linh Cốc. Đóng cửa cẩn thận, đừng để ai phát hiện. Ngươi làm vậy là sao? Không thể nhận tổ nhận tông, ít ra cũng bái lại tổ tông thần vị chứ. Có gì là sai? Đây không phải ông cố ý bày ra để thông cáo thiên hạ hay sao? Trong nhà này ngoài ông ra đều là người của ta. Ngươi nghĩ không truyền ra ngoài được à? Truyền cái gì? Giang hồ đồn thổi thiếu gì chuyện, ai thèm tin? Ngươi, ngươi dẹp hết đi, dẹp hết cho ta. Không bao giờ. Được, ngươi không dẹp, ngươi không dẹp, ta sẽ không tham gia buổi tiệc này. Để coi thất thất có tới hay không. Ngươi uy hiếp ta? Tôi ngươi nghĩ. Cho phú quý. Hả? À. Ngươi to gan lắm. Lão phu chưa bao giờ biết sợ ngươi. Ngươi. Tiểu thư, thay áo đi mà. Chúa thượng nói rồi, tối nay là đại hỷ đó. Hỷ cái gì mà hỷ? Tiểu nay bà còn chưa biết đang ở đâu nữa. Tiểu thư, có người đi tìm rồi mà. Hay là thay y phục trước đã. Cùng thay. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Tiểu thư, ra ngoài đi. Tiểu thư, tiểu thư, đi mau lên. Tiểu thư, tiểu thư, các người còn ở đó lải nhải thì giết các người luôn đó. Thật thật, Dương Liên Hoa, nàng nhận ra cái này chứ? Y phục của tiểu này ba. Ừ. Ta chỉ cần phẩy tay một cái là điểm huyệt ngươi, coi như chậu cảnh đem đặt lên chỗ ngồi không. Ngươi nghĩ thất thất nó không phát hiện ra sao? Ngươi cho rằng nó sẽ cho phép ngươi đối xử với ta như vậy à? Chỉ cần ta không cho nó cơ hội nói chuyện với ngươi thì nó sẽ không phát hiện. Ngươi làm cha là ta mà không mở miệng, thất thất sẽ không đời nào nhẫn đâu. Ngươi, châu gia, nghĩa phụ. Châu gia, miên nhi, tiểu bên đâu? Có lẽ đã bị kẻ đóng giả tân nương bắt cóc đi rồi. Ngươi không dịp, ta sẽ không tham gia buổi tiệc này để coi thất thất có tới hay không. Ngươi uy hiếp ta? Tôi ngươi nghĩ. Châu phủ quý. Tiểu thơ, thay áo đi mà. Chúa thượng nói rồi, tối nay là đại hỷ đó. Hỷ cái gì mà hỷ? Tiểu nữ ba còn chưa biết đang ở đâu nữa. Tiểu thơ, con người đã đi tìm rồi, hay là cứ thay y phục trước đã. Không thay. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Tiểu thơ, ngoài đi. Tiểu thơ, đi ra, mau lên. Tiểu thơ, tiểu thơ, mở cửa ra đi. Các người còn ở đó lại nhảy thì giết các người luôn đó. Thật thật, Dương Liên Hoa, ta chỉ cần phẩy tay một cái là điểm huyệt ngươi, coi ngươi như chậu cảnh đem đặt lên chỗ ngồi không. Ngươi nghĩ thất thất nó không phát hiện ra sao? Ngươi cho rằng nó sẽ cho phép ngươi đối xử với ta như vậy à? Chỉ cần ta không cho nó có cơ hội nói chuyện với ngươi thì nó sẽ không phát hiện. Ngươi làm cha là ta mà không mở miệng, thất thất sẽ không đợi nào nhận ngươi làm cha đâu. Ngươi, châu gia,
Nghĩa phụ. Chú gia. Miêu Nhi, tiểu Bina đâu? Có lẽ đã bị kẻ đóng giả tân nương bắt cóc đi rồi. Hôm qua tôi và Miêu Nhi vội đi quá, không kịp nhìn rõ kẻ giả mạo tân nương đó là ai. Không biết chú gia có biết kẻ đó hay không? Là Dương Liên Hoa. Không phải đâu. Tại sao hắn phải bắt cóc tỉnh nơi ba chứ? Tiêu rồi. Thất thất đâu? Vẫn ở trên lầu. Ê, chuyện gì vậy? Người hắn muốn bắt là Thất Thất. Hả? Hả? Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tránh ra. Để ta đi kêu Bạch Linh tới. Hả? À. Thất Thất, con gái ơi, Thất Thất biến mất thật rồi hay sao vậy? Thất Thất à, người đâu? Thất Thất, lập tức phong tỏa các cổng thành, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Đội 1 lục soát trong rừng, đội 2 ra phía địa đạo, nhanh lên. Dạ. Dạ. Trong địa đạo ta đã lục soát. Không có. Vào đi. Đúng lúc gặp được cô nương. Bạch Phi Phi. Chúng ta đi thôi. Ta không đi chung với hai người đâu. Cứ đi trước đi. Cũng được. Có điều cô đừng lạc đường đó. Nếu không tiểu Nê Ba bị đối xử ra sao, ta không dám chắc đâu. Ngươi. Thất Thất theo Dương công tử tới bên cửa sổ và để cho Dương công tử đưa cô ấy nhảy xuống. Thất Thất không phải bị Dương Liên Hoa ép đi hay bắt cóc đi hay sao? Đúng vậy. Qua đây. Ê, làm gì vậy? Nếu như bị ép đi như vậy, độ nặng nhẹ trong bước chân của Thất Thất và khoảng cách giữa các bước phải khác nhau chứ. Tại sao nó lại đồng ý theo Dương Liên Hoa? Việc này còn phải hỏi. Chắc chắn là Dương Liên Hoa lấy tiểu Nê Ba ra uy hiếp nó chứ gì. Chỉ vì một đứa ao à? Nó có biết mẹ của Dương Liên Hoa là người như thế nào không? Muốn đi là đi như vậy à? A Hoàng thì sao? A Hoàng cũng là một mạng người. Huống hồ hai đứa chúng nó từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau. Cho dù biết rõ có nguy hiểm, nó vẫn đi, cũng nên đi. Mặc kệ mạng sống của mình sao? Trần Phụ Quy, ta đã cho ngươi suốt thời gian 18 năm. Ngươi lại dạy ra một đứa con ngốc nghếch. Cho dù lão phu này phải mất đi tính mạng, Trần Phụ Quy ta vẫn đổi trời đạp đất. Đến hôm nay ta mới hiểu, ta dạy dỗ được một đứa con gái ngoan ngoãn, dám làm dám chịu. Đi tìm thôi. Dám làm à? Mạng còn không giữ được làm cái gì? Huy, ta thấy con gái không thể cho theo ngươi được nữa. Nếu không sớm muộn ngươi cũng dạy nó bán mạng mất thôi. Bán mạng của mình dù sao cũng hơn bán mạng người khác. Ngươi nói cái gì? Ý ta nói, còn may là nó theo ta. Nếu không hôm nay chắc cũng biến thành một nữ ma đầu giết người không gớm tay rồi. Châu Phú Quý, ta cảnh cáo ngươi,
ngươi mà dám nói ra những lời không hay trước mặt của Thất Thất thì ta cắt đầu của ngươi trước rồi. Chú Thượng, Tống khí sứ tới. Hắn còn giác mặt tới. Đang quỳ ngoài cửa không dám vào. Mất biệt tâm tích hai, người đã đi đâu? Thuộc hạ vẫn ở trong hành quán Đông Thành, ở cùng với Bạch Phi Phi à? Dạ phải. Nó đâu? Đi rồi. Giỏi. Giỏi. Người đã thả đi rồi, ngươi còn quy cái nỗi gì? Thuộc hạ khi còn ở trong U Linh Cốc đã được Bạch công chủ cứu chữa chăm sóc, thụ ân bất báo phi trượng phu. Thuộc hạ trả xong món nợ ân tình này, ngày sau gặp lại coi như không ai nợ ai. Mong chúa thượng thứ tội. Có chuyện gì? Có 5 chiếc xe ngựa khác nhau chạy theo 5 hướng khác nhau, tìm sao đây? Xem ra toàn bộ sự việc này đúng là do Dương Liên Hoa bày kế ra. Là sao? Chỉ có Dương Liên Hoa mới đề phòng muội truy đuổi kỹ càng như vậy. Nếu đúng là Dương công tử làm, ngược lại càng dễ tìm. Trốn được hòa thượng không trốn được chùa, sớm muộn Dương Liên Hoa cũng phải về Liên Dân Sơn Trang thôi. Đúng đó, chúng ta cứ lục soát khắp Liên Dân Sơn Trang để cứu Tiểu Ni Ba ra thôi. Không được. Hả? Ta không hiểu tại sao Dương Liên Hoa lại phải làm như vậy. Quan hệ giữa chúng ta rất tốt, thì lý nào hắn lại đi hại người của mình chứ? Không chừng hắn có nỗi khổ riêng của mình. Nè, các ngươi không được hồ đồ làm càn đó. Nhưng chúng ta đâu thể còn chờ chứ. Phải đó đại ca, huynh cũng phải tìm việc gì cho chúng tôi làm chứ. Hả? Nói gì vậy? Bộ gần đây ta còn ít việc sao? Đâu có phải là ý đó đâu. Đúng. Trời ơi, được rồi được rồi, muội thấy chỉ bằng như thế này đi, hai người cứ tới Hoài Âm theo dõi Liên Dân Sơn Trang trước, coi coi bên đó có động tĩnh gì chúng ta sẽ tới sau. Cứ vậy đi. Trời ơi, đi thôi, đi đó, đi đó. Tiểu tứ lừa đảo. Ê, đại ca à, để cho bọn họ đi đi mà. Huynh không thấy hai bữa nay bọn họ trông như là người mất hồn sao? Cái gì? Như mất hồn hả? Chuyện gì vậy? Thì vì Tiểu Nê Ba đó. Tiểu Nê Ba? Ý của muội là ý hai tiểu tử đó đều thích cô ấy à? Phen này hay ho đây, sớm muộn cũng giống như ta và Thẩm Lan thôi, đại chiến một trận. Đi thôi. Đúng là Dương Liên Hoa đưa Châu Thất Thất và Bạch Phi Phi đi qua đường địa đạo. Đúng vậy. Ta sơ ý quá. Không ai có thể ngờ được, chính ta cũng cho rằng Dương Liên Hoa sẽ dùng lệnh bài có trong tay đường đường chính chính ra vào cổng thành. Cũng may ta đã sai Tử Tứ Lưu Đảng tới Liên Dân Sơn Trang theo dõi rồi. Thẩm Tiêu Hiệp cho rằng nên bắt đầu tìm từ đâu. Ta tới U Linh Cung một chuyến, chúng ta gặp nhau ở Hoài Âm nha. Này là nơi nào? Tiểu Nê Ba đâu? Đừng nôn nóng, trước sau này cũng gặp thôi mà. Bên trong này hả? Cứ vào trong là biết thôi. Lã phu nhân, công chúa, lã phu nhân, chết thảm, lã phu nhân, người chết công chúa, công chúa. Cô lão phu nhân chết thảm quá.
Mẹ ta đâu? Vẫn đặt trong linh đường. Cung chủ chưa trở về, thuộc hạ không dám cho nhập ra. Các người khóc cái gì? Khóc được khóc. Thù lớn chưa báo, kẻ thù còn đang cười hả hê. Chúng ta có tư cách gì mà khóc? Lau khô nước mắt hết đi. Lau ngay. Tiểu Nê Ba, hẹn cho suốt dọc đường ngươi không cho ta biết Tiểu Nê Ba ra sao? Hẹn cho ngươi không cho ta biết Tiểu Nê Ba đang ở đâu? Thì ra mùi ấy bị ngươi hại chết rồi. Thật thật, nàng nói gì vậy? Tiểu Nê Ba là tỷ hại chết mùi rồi. Tiểu Nê Ba, Tiểu Nê Ba, sao mùi lại ra đi như vậy chứ? Sao mùi nỡ bỏ tỷ lại một mình? Tiểu Nê Ba, tỷ không muốn mũi chết đâu. Thất thất à, đừng đụng vào ta. Ngươi hạ chết Tiểu Nê Ba, ngươi còn dám tới đây hả? Tiểu Nê Ba mũi nhìn cho rõ đi, kẻ hạ chết mũi là Dương Liên Hoa đó. Mũi là ma phải sớm tìm gặp hắn ta. Người chết không phải là Tiểu Nê Ba. Nàng nhìn cho kỹ đi. Đúng rồi, đúng rồi. Người chết không phải là Tiểu Nê Ba. Nói gì? Ý ta là Tiểu Nê Ba nhà ta là người rất tốt, mùi ấy không đáng phải chết. Ông trời đúng là có mắt có phải không? Chưa cô nương, anh nói cho rõ ràng. Không không không, ý ta, ta không có nói phu nhân nhà các người đáng chết. Ý ta là lão phu nhân dù sao cũng tuổi cao sức yếu rồi, sớm muộn thì cũng dù sao bớt đau buồn là được rồi. Công chủ à, người công sao chủ vậy? Công chủ à, mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi công chủ à. Công chủ, người làm sao vậy? Mở cửa ra đi. Công chủ à. Công chủ à. Công chủ mau mở cửa đi. Không được khóc. Mẹ về đi. Mẹ về đi. Công chủ, trong lòng đau khổ thì người cứ nói ra đi. Công chủ à, mở cửa ra đi công chủ à. Công chủ. Công chủ. Cầm đi. Không cần, ta không khóc. Ta không kêu nàng lau nước mắt, ta kêu nàng lau máu trên môi của nàng kìa. Máu chảy trong tim lau không hết. Không cần. Sao phải khổ như vậy chứ? Muốn khóc thì khóc ra. Nếu không, ông trời cho con người ta có nước mắt để làm gì chứ? Ông trời không lo cho từng người được. Ta chưa bao giờ trông chờ gì ông ấy. Phi Phi,
Ngươi đi được rồi. Phi Phi, tại sao ngươi còn chưa đi? Thật là ngươi muốn làm gì? Nếu ta nói ta không yên tâm gì nàng, nàng có cảm thấy nực cười không? Chẳng có gì nực cười. Mấy câu kiểu này ta nói nhiều rồi. Vì vậy chúng ta là những kẻ đồng cảnh ngộ. Vậy sao? Sinh mệnh của chúng ta đều chỉ có một mục đích, khoái hoặc dư. Lần này tham gia hôn lễ của hắn, cũng có thể nàng và ta đều thấy rõ gốc rễ của khoái hoặc dương thật sự quá mạnh, cơ mưu thâm độc. Chỉ dựa vào sức của mình hắn thôi, nàng hay là ta đều không đáng kể với hắn. Thật ra ngươi muốn nói gì? Ý ta là nếu chúng ta hợp sức lại với nhau, biết đâu sẽ có cơ hội thay đổi cục diện. Nguyên Phúc, chúng ta phải nhanh lên, nếu không qua nửa đêm là không đến được U Linh Cốc đâu. Nhanh! Đứng dậy đi lại chút đi, ăn miếng gì đi. Ta nói cho người biết, cứ còn dám điểm quyệt ta nữa, còn dám không cho ta động đậy, không cho ta nói, ta sẽ không đi đâu nữa. Chỉ cần sau này nàng mặc kệ tiểu đi ba, ngươi tùy nàng thôi. Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Chẳng làm gì cả, chỉ là bây giờ nàng đã là thê tử của khoái hoặc dương, bắt nàng đi ít ra cũng làm cho hắn hoảng sợ một phen đó. Ngươi nói tầm bậy gì đó, ta vừa mới nhận khoái hoặc dương làm cha đó. Hả? Nàng chưa thành thân với khoái hoặc dương sao? Làm gì vậy? Đâu có. Ngươi nói sao? Làm gì mà ngươi giật mình vậy? Ông ấy không con không cái mà. Nên ta... Hắn lỗi với nàng sao? Có cần phải nói không? Nhìn là biết ngay thôi. Đồ ngốc. Thì ra ngươi chưa thành thân. Thất thất, bố dừng tay. Dừng tránh ra. Ngươi tính làm gì? Ngươi không hiểu à? Nếu cô ta chưa thành thân với khoái hoặc dương thì có khả năng làm vợ Thẩm Lan. Nếu như Thẩm Lan trở thành con rể của khoái hoặc dương, coi như sự hợp tác của chúng ta đứt nổi chúng không? Nếu nàng ấy chưa thành thân với khoái hoặc dương, người lấy nàng ấy sẽ là ta. Người sánh sao nổi với Thẩm Lan? Người nói gì? Có cần ta nói lại không? Lẽ nào ngươi còn không biết? Bạch Phi Phi, ngươi có thực sự lo lắng gì đại kế báo thù không? Hay là không muốn bên cạnh Thẩm Lan có người con gái khác mà ghen tị nhỏ nhen? Ngươi cắm miệng, tránh ra. Không bao giờ. Được. Công chủ, cô chủ à, nơi đường bị cháy rồi. Hả? Mẹ, mẹ. Thất thất, thất thất, thất thất. Cô ta nói đúng, chỉ sợ Thẩm Lan vừa xuất hiện nàng sẽ lập tức theo hắn. Trừ phi nàng đã trở thành của riêng ta. Ngươi muốn thừa nước đục thả câu sao? Ta chưa bao giờ nhận mình là quân tử cả. Ngươi không sợ khoái hoặc dương tìm ngươi tính sổ sao? Ta đang chờ hắn tới đây. Không được tiến tới. Thẩm đại ca,
Liên Hoa huynh, huynh làm như vậy không sợ thiên hạ cười chê sao? Thẩm huynh dường như sinh ra để làm hỏng việc của ta thì phải. Tại hạ không nhớ nổi Liên Hoa huynh đã làm việc gì đàng hoàng. Nghĩ cho kỹ đi. Chúng ta đi. Nhưng tiểu đề bà vẫn còn trong tay của hắn. Người giấu tiểu đề bà ở đâu? Người nói đi. Thẩm đại ca, coi hắn kìa. Không sao, nơi này không nên ở lâu, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được tiểu đề bà. Đi thôi. Ta cảnh cáo người, người mà dám đụng tới một cọng tóc của tiểu đề bà, ta liều chết với người. Đi thôi. Sao tự nhiên lại cháy? Thuộc hạ đang quỳ phục với linh cữu của lão phu nhân. Có lẽ đèn cày trên bàn thờ bị gió thổi ngã thôi. Đêm nay lặng gió, hơn nữa linh đường lập ở trong nhà. Cung chủ, vừa rồi có một con ngựa bỗng nhiên chạy vào trong cốc. Thuộc hạ ra cổng thám thính, ai ngờ bị điểm huyệt, chai thuốc trên người cũng bị trộm mất. Không cần báo đâu, xem ra hắn đã khỏi cốc lâu rồi. Có phải là Thẩm Lan? Ngươi nói xem, còn ai nữa? Ê, mặc kệ ta sao? Ê, mặc kệ ta sao? Hôm nay sao im lặng vậy? Không lại nhảy gì nữa. Thất thất, thất thất, thất thất, thất thất, thất thất. Tại sao? Cứ cho là cô hận ta đi, nhưng tại sao phải trút giận lên người của muội ấy? Người lo lắng, tức giận, đau lòng, thương cảm là sao? Bà Phi Phi, lần trước cô hủy hoại khuôn mặt của muội ấy, lần này lại đòi lấy ca mạng nữa. Thật ra muội ấy đắc tội gì với cô? Cô ta có quá nhiều thứ, ta không thể nào đi hủy hoại từng thứ một. Gì vậy? Đành phải quỷ luôn cô ta. Thật ra bụng dạ cô là lỗi gì vậy hả? Ngươi nói xem, đợi ta giết cô ta, ngươi sẽ hiểu rõ hơn đó. Ta sẽ không để cô làm tổn thương cổ. Đáng tiếc, ngươi cũng bị thương rồi. Đủ để đối phó với cô. Được lắm, được lắm. Người đúng là tình sâu nghĩa nặng với cô ta. Cô ta không chết, người chết cũng được. Không, thất thất. Muốn người chết, cơ hội còn nhiều. Quỳnh không sao chứ? Ta không sao. Thất thất, thất thất, thất thất, thất thất, thất thất. Khoái Hoạt Dương quả nhiên không đoán sai. Nếu không có ông ấy kêu bọn ta chạy gấp tới đây, e rằng Bạch Phi Phi đã tỏa nguyện rồi.
chỉ dựa vào cô cũng đòi theo dõi ta, ngăn cản ta sao? Ta chẳng nghĩ gì hết, ta chỉ thấy phẫn nộ mà thôi. Nếu cô đã yêu Quỳnh ấy như vậy, sao còn những tâm sát hại Quỳnh ấy chứ? Là hắn làm tổn thương ta trước, nên hắn phải gánh hậu quả này. Quỳnh ấy làm tổn thương cô, làm gì có chuyện đó. Ta chỉ thấy Quỳnh ấy không nỡ để cô chịu khổ, ẵm cô đi cầu xin mẹ cô, kết quả ngược lại làm cho bản thân bị thương nặng hơn. Nếu không có ba dì Lãnh Gia ở Nhân Nghĩa Sơn Trang tìm cách cứu giúp, Quỳnh ấy đã chết với âm dương sát của mẹ cô rồi. Cô ăn nói hàm hồ, cô biết cái gì chứ? Chính vì hắn sợ chết nên mới đem ta đi trao đổi để mẹ ta cứu hắn. Cứu đã tốt. Cô có biết bữa đó sau khi đưa cô về, Quỳnh ấy trở lại tới cửa nhà là quỵ xuống luôn không? Hơi thở chỉ còn thoi thóp một chút. Không ai biết Quỳnh ấy đã nói chuyện gì với mẹ của cô, mà Quỳnh ấy cũng không chịu nói. Nhưng mà vì Quỳnh ấy gần như mất mạng thì ai cũng chứng kiến tận mắt. Không tin thì cô đi hỏi đi. Cô có biết Quỳnh ấy ngất xỉu rồi đã hôn mê trong bao lâu, tỉnh lại rồi lại vì cô mà đau khổ bao lâu không? Đừng gạt ta. Gạt cô? Gạt cô tôi chết không yên. Giá như bây giờ Miêu Nhi đại ca đối với tôi bằng một nửa của nấy đối với cô, thì tôi chết cũng không hối tiếc. Mùi lại nói tầm bậy chết với chóc cái gì đó. Đại ca, với loại người này có gì để mà nói chứ. Đi. Đại ca. Đi thôi. Phải đưa Thất Thất đi chữa trị gấp, nếu không sẽ không kịp nữa. Nghiêm trọng vậy hả? Là thật sao? Mẹ, mẹ lừa dối con thật sao? Ngoài hận thù, mẹ thật sự coi con chẳng ra gì hết. Tại sao? Tại sao? Cho con biết tại sao. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Cái hôm Thẩm Lan đưa ta về giao lại cho mẹ ta và trở về đó, ngươi có mặt không? Cuối cùng Thẩm Lan cũng không chịu đựng nổi mà nói ra rồi. Nói cho ta biết, ngươi có mặt không? Có. Mẹ ta có giải âm dương sát cho hắn không? Không. Hắn thủ quyết rất nhiều, chưa bước vào nhà thì đã té xỉu rồi. Nghe nói sau đó người của Nhân Nghĩa Sơn Trang tìm cách cứu hắn. Tại sao ngươi không cho ta biết? Cô có hỏi ta đâu. Hơn nữa, khi mẹ cô còn sống, cho dù cô có biết thì cũng không làm được gì. Chẳng lẽ lặp lại cuộc tao ngộ của hai người một lần nữa sao? Ta, Phi Phi, dù có chuyện gì đi nữa, cô có giải quyết đạo cho ta trước rồi tính mà. Thực ra chẳng có gì phải đau lòng cả. Dù sao mẹ cô cũng mất rồi, cướp Thẩm Lan về tay cô là xong thôi. Nếu như cô cướp được Thẩm Lan về, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để chống lại Khói Quạt Dương. Cũng bớt đi một kẻ cản trở chuyện của ngươi và Châu Thất Thất à. Một công đôi việc, tại sao không làm chứ? Có đúng không? Đại phu à, vị cô nương này bệnh tình không hề nhẹ. Các vị đều là người trong giang hồ, lẽ ra phải rõ hơn lão phu mới phải. Phí lời, chỉ vì chúng ta hết cách mới tìm tới ông. Trời ơi đại ca, đại phu, đại ca ta nhất thời nôn nóng, ông đừng có để bụng huynh ấy nha. Không giúp được, lão phu cũng tiếc lắm.
mong các vị bỏ qua cho vậy. Ê, ông đại ca. Thất thất. Thất thất. Thất thất à. Cô nương xin dừng bước. Đa tạ ông đại phu, đi cẩn thận. Là cô. Đem cái này cho cô nương uống đi, cô sẽ hồi phục nhanh thôi. Ta không quen nói lời xin lỗi người khác, nhưng mà ta cũng không mong mình phải hối tiếc một đời. Thuốc này có cho cô uống hay không, các người tự quyết định. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Tìm Khoái Hoạt Dương. Biết đâu Khoái Hoạt Dương cứu được mùi ấy. Ừ. Ê, quên ở đây chăm sóc mùi ấy. Ta trở về ngay. Được. Đại ca, hay là cho Thất Thất uống thử coi sao? Hả? Cái gì vậy? Nè, thuốc này ở đâu ra? Bạch Phi Phi mang tới đó. Bạch Phi Phi? Bạch Phi Phi? Bạch Phi Phi đem tới sao? Phải. Đầu óc muội làm sao vậy? Bạch Phi Phi đem tới mà dám lấy cho Thất Thất uống hay sao? Chà. Bạch Phi Phi. Lấy đồ của cô mang về đi. Ngươi không muốn cứu Thất Thất nữa sao? Chính cô đã thương người ta, đời nào có cô cho uống thuốc. Cô làm bao nhiêu chuyện bị ổi với Thất Thất như vậy? Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Ngươi cho rằng đây là gì? Cô nói đi. Là thuốc độc hả? Hả? Cô làm gì vậy? Mau nhả ra. Ngươi nghĩ ta muốn chết sao? Ngươi lầm rồi Thẩm Lan. Ta chỉ muốn cho ngươi nhìn rõ ràng, thuốc ta cho ngươi có phải độc dược không? Là ta muốn cứu cổ hay muốn hại cổ? Nếu ngươi vẫn còn chưa yên tâm thì đi tìm cách khác đi. Tại sao? Tại sao cô lại thay đổi như vậy? Bất kể ta đã làm gì với người khác, nhưng với Quỳnh, ta trước sau như một. Còn Quỳnh, Quỳnh nói đi Thẩm đại ca. Quỳnh nói đi. Ta phải cứu Thất Thất đã. Đợi mà tiễn đưa nó đi. Thẩm đại ca. Nè, đứng ngẩn ra đó làm gì? Mà cho mùi ấy uống đi.
Ta vẫn thấy có gì đó bất ổn. Trời ơi, có cái gì mà không ổn chứ? Vừa rồi Bạch Linh đã nói với ta, đêm qua muội ấy đã kể hết chuyện huynh được lãnh gia giả âm dương sát cho Bạch Phi Phi nghe rồi. Phải đó, tại muội bất mãn quá mà. Nói chuyện với cô ấy xong, muội mới biết cô ta hiểu lầm huynh nhiều như vậy, nên muội đành phải nói thôi. Thảo nào, thảo nào chỉ qua một đêm mà cô ta trở thành người khác. Giữ chặt mũi ấy. Ừ. Hả? Thất thất. Thất thất. Thất thất. Thất thất. Thất thất. Sao lại như vậy? Không phải rồi, huyết áp tăng cao, bị thương nặng rồi. Thất thất. Thất thất. Cô nghe ta nói gì không? Thất thất. Thất thất. Thất thất. Sao lại vậy? Thẩm đại ca, chẳng phải huynh nói bà Phi Phi uống cho huynh coi không sao hết mà. À, phải chăng những lúc huynh không để ý cô ta đã đổi bình thuốc khác rồi? Không, ta hiểu rồi, ta lại bị mắc lừa cô ta rồi. Là sao vậy? Thuốc cô ta cho là hoạt huyết tản kết, thuốc này giúp lưu thông máu. Người bình thường uống vào không sao, nhưng mà mũi ấy uống vào. Nhưng mà hôm nay lục phủ ngũ tạng của thất thất đã bị thương rồi, uống thuốc này vào sẽ thổ huyết không ngừng, cuối cùng cô ấy sẽ... Cuối cùng, cuối cùng sẽ thổ cạn huyết, chết khô chết héo. Có thể không kịp nữa rồi, nhưng mà... nhưng mà mấy huynh đệ, ta hiểu rồi, ta sẽ trở về khóa hoạt thành ngay. Cử quyền phong của ta đi. Được, huynh phải giúp mọi ấy trụ vững bằng mọi giá, phải đợi khóa hoạt dương tới. Ừ. Muội không hiểu, muội nghĩ không ra, đêm qua khi muội nói chuyện với cô ta, rõ ràng cô ta đã rất hối hận, tại sao hôm nay cô ta vẫn muốn hại thất thất chứ? Rốt cuộc Bạch Phi Phi này lòng dạ là loại gì không biết. Cô ta có lòng dạ gì cũng không còn quan trọng. Bây giờ ta chỉ hy vọng cứu được thất thất, chỉ hy vọng thất thất sẽ qua khỏi thôi.